vị đang theo dõi chương trình Bí quyết sống khỏe được phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, chủ đề trong chương trình ngày hôm nay đó là tác dụng phụ của phương pháp truyền thống trong điều trị ung thư. Thưa quý vị, và ngay bây giờ quý vị có thể gọi điện đến cho chúng tôi qua số điện thoại hotline 0982 542035. Nói đến các phương pháp truyền thống thì chúng ta cũng có thể hiểu đây là những cái phương pháp chẳng hạn như là phẫu thuật, xạ trị hay là hóa trị. Thì những phương pháp này hiện nay cũng đang là một cái vấn đề nan giải dành cho những cái nhà khoa học và đặc biệt là những cái gia đình mà có chăm bệnh nhân, vì họ có những cái tác dụng phụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân và cũng như là tâm lý của những người nhà khi phải chăm sóc các bệnh nhân này. Và để cùng hiểu rõ hơn, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ và cũng như khách mời sẽ tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin được phép giới thiệu đến quý vị và các bạn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thị Thu Thoa, đang là Ủy viên Thường vụ Hội Ung thư và Hội Giải phẫu Bệnh Tế bào Việt Nam. Xin chào chị Hồng Quyên, xin chào các quý vị khán giả của màn ảnh nhỏ. Và khách mời tiếp theo đó chính là ông Akitomo Motoi. Motoi Akitomo desu. よろしくお願いします. Vâng. Thưa quý vị, ngay sau đây thì Hồng Quyên xin được phép giới thiệu chức danh của ông. Ông hiện là Tổng Giám đốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Toei Shinyaku. Và bên cạnh đó, ông cũng là đại diện Hiệp hội Dinh dưỡng Nhật Bản, nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Keio Nhật Bản, nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Sản phẩm Vi sinh cho Dược lý Miễn dịch, Trường Đại học Dược và Khoa học Đời sống Tokyo, Nhật Bản. Thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay thì có lẽ xin nhờ bác sĩ chúng ta cũng sẽ chia sẻ về cái thực trạng của ung thư tại Việt Nam như thế nào ạ? Theo Tổ chức Ung thư Quốc tế thì toàn cầu hiện nay là có 36,4 triệu người sống chung với ung thư. Thế và trong đó thì 70% là ở các nước đang phát triển. Thế ở Việt Nam mình thì năm theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2012 thì có là 126.000 mắc ung thư. Thế và tỷ lệ chết về ung thư khá cao, chỉ sau Lào với Miến Điện. Thế và các nước nó liệt Việt Nam vào cái top 2 trong 50 nước mà có tỷ lệ mắc ung thư cao, có đến 200 loại ung thư từ đầu đến chân có. Và thì trong khi đó thì ở nam giới thì những ung thư thường gặp là ung thư gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng, thực quản, thanh quản, hạ họng, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư bàng quang, tức là ung thư bọng đái, lấy để những thứ hay gặp ở nam giới. Thế ở nữ giới thì đứng đầu là vú, xong đến gan, phổi, đại trực tràng, dạ dày. Nam giới cũng bị dạ dày nhiều. Và ung thư của hệ tạo máu, của hạch bạch huyết, ung thư buồng trứng. Thì những đấy là những cái ung thư hay gặp ở nam giới cũng như ở nữ giới. Dạ có vâng. Sự khác nhau một chút. Chúng ta cũng biết là có rất là nhiều những cái loại ung thư khác nhau đúng không ạ? Và nếu mà để quý vị có thể tìm hiểu thông tin thì tôi tin là quý vị cũng có thể tìm hiểu thông tin một cách cặn kẽ hơn trên các trang phương tiện truyền thông cũng như là trên cái hệ thống internet của mình. Bên cạnh đây thì bác sĩ cũng có thể nói rõ hơn một cái vấn đề mà trước khi chúng ta đi vào những cái tác dụng phụ của các phương pháp cụ thể trong điều trị ung thư, thì nhờ bác sĩ có thể nói là những cái tế bào ung thư nó phát triển như thế nào mà làm cho cái quá trình điều trị nó lại có nhiều cái tác dụng phụ như vậy. Về nguyên nhân về ung thư thì ta thấy hiện nay là các nguyên nhân cụ thể thì không được biết, nhưng mà có những cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là những cái trường hợp thuốc lá gây ra 15 loại ung thư, trong đó dạ dày, thực quản, rồi họng miệng, rồi thì là bàng quang, ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Thì rượu cộng với thuốc lá là hai nguyên nhân mà gây lại càng làm cho ung thư phát triển. Thì trong đó thì đối với lại ung thư phổi là do thuốc lá thì 90% tử vong. Các ung thư như là những nguyên nhân là rượu, thuốc lá, rồi sau đó là đến các tia xạ, tia cực tím. Thì chúng ta đã biết là như bà Marie Curie là cái người tìm ra cái chất uranium để chữa trị ung thư, nhưng mà hồi đó chưa biết cái cách bảo hộ cho nên chính bản thân bà lại bị nhiễm xạ. Còn tia cực tím thì chúng ta thấy ở tia ánh nắng mặt trời, thì chúng ta thấy ung thư da ở nước Úc là nhiều người bị nhất, là vì nước đó là nhiều ánh sáng mặt trời và người da trắng thì thích là phơi nắng cho nên nó gây ung thư da. Và những người trong ngành y tế của chúng tôi thì những người công tác trong cái ngành chẩn đoán hình ảnh thì là tiếp xúc với phóng xạ nhiều, vì vậy cho nên khi đã hiểu biết rồi thì phải có cái ý thức phòng hộ, tức là phải mặc áo chì khi mà chụp các cái tổn thương cho bệnh nhân thì phải phòng hộ cho mình. Rồi những cái vấn đề dinh dưỡng không hợp lý, ăn uống
những cái chất mà có thuốc, những cái thực phẩm có thuốc trừ sâu, có hóa chất, và ăn những cái thực phẩm bị nấm mốc. Đấy, nấm mốc ví dụ lạc mốc, gạo mốc thì là gây ung thư gan, hoặc là dưa khú, cà mốc đấy, và ăn những cái thực phẩm mà nướng cháy nhiều thì là đấy là cũng có những cái chất nitrosamin là gây ung thư gan, đấy, ung thư dạ dày. Ngoài ra là do những cái nhiễm các cái virus. Nhiễm virus thì ví dụ nhiễm virus HPV gây ung thư cổ tử cung do quan hệ tình dục không lành mạnh, người nọ truyền cho người kia là gây cái virus gây u nhú ở người. Nhiễm vi trùng HP là cái gây viêm dạ dày ở dạ dày, và khi mà bị viêm dạ dày do HP thì chúng ta thử soi dạ dày và chúng ta phát hiện ra HP dương tính thì chúng ta phải điều trị cho khỏi, chứ không đấy là một cái nguy cơ ung thư dạ dày. Rồi đối với ung thư gan thì chúng ta bị viêm gan siêu vi B, C thì chúng ta bị thì chúng ta phải chữa, và trước đấy phòng ngừa thì chúng ta tiêm vaccine. Và đối với HPV gây ung thư cổ tử cung thì cũng có thể phòng ngừa bằng vaccine để tiêm cho các cháu gái từ 9 tuổi cho đến 25 tuổi. Còn lý do nữa là virus Epstein-Barr gây ung thư vòm. Thế ngoài ra thì có một cái mối quan hệ trong gia đình là ví dụ những người trong gia đình có mẹ, có chị bị ung thư vú thì có nguy cơ bị ung thư vú nhiều hơn người khác, là vì nó gây đột biến gen BRCA1, BRCA2. Đó là những cái lý do mà chúng ta thấy có những người bị những cái tác nhân đó. Dạ thì vâng, sẽ phải biết để mà phòng ngừa, để mà chữa trị sớm. Trong các phương pháp để nói về điều trị ung thư thì chúng ta có 3 phương pháp, đó là phương pháp bằng phẫu thuật, xạ trị và hóa trị. Những cái phương pháp truyền thống thì xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể lần lượt từng phương pháp. Đầu tiên là phương pháp phẫu thuật ạ. Nguyên tắc điều trị của chúng tôi trong ngành ung thư là khi một bệnh nhân có khối u thì phải chẩn đoán chính xác đấy là u lành hay u ác. U ác rồi thì phải loại nào, để mà dùng vũ khí nào. Có 3 cái vũ khí, tức là phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Khi nào thì phẫu thuật? Phẫu thuật là khi những khối u nó còn nhỏ, dưới 2cm, là dùng dao kéo cắt bỏ, loại bỏ, lấy hết tổ chức u và một phần tổ chức lành để đảm bảo là không còn tế bào ung thư ở cái diện cắt nữa, và bệnh nhân sẽ được chữa khỏi. Đấy là phẫu thuật, là gọi là lý tưởng, phẫu thuật triệt đề đấy, triệt căn. Còn nếu những khối u mà đã tổn thương mà lan rộng thì phẫu thuật đóng vai trò là lấy nhẹ bớt đi, lấy một phần, làm sao cho nó nhẹ bớt để sau đó thì có thể phối hợp với lại hóa trị hoặc xạ trị tiêu diệt nốt, tiêu diệt nốt tế bào ung thư, thì đấy gọi là phẫu thuật tạm thời. Thế thì còn có những cái loại gọi là phẫu thuật nội soi, tức là người ta dùng dao rạch qua da một lỗ nhỏ rồi cho cái ống nội soi vào trong vùng bụng hay vùng ngực để mà thao tác lấy bỏ u. Thế trường hợp này thì lấy những u nhỏ và lấy những cái u lành để phòng ngừa nó khỏi bị ung thư sau này. Vâng, thế còn đối với xạ trị và hóa trị, đặc điểm của cái phương pháp này khi chúng ta được sử dụng vào điều trị ung thư là gì ạ? Vâng, xạ trị có thể đơn thuần chữa được một số các ung thư, như ví dụ như ung thư ở đầu mặt cổ, vòm họng chẳng hạn. Thế thì xạ trị là dùng cái năng lượng, nguồn năng lượng xạ cao để mà tiêu diệt tế bào hoặc kìm hãm tế bào ung thư. Xạ thì trong vòng 6 đến 7 tuần, mà mỗi một lần xạ như thế chỉ 1 đến 3 phút thôi, mà một tuần chỉ có 5 ngày có nghỉ, chứ chúng ta không phải là liên tục mà cũng không phải dùng nhiều được. Thế còn đối với hóa trị? Hóa trị thì là dùng thuốc qua đường tĩnh mạch, qua đường uống, qua đường bôi. Thế vậy thì là khi mà dùng thuốc vào thì nó tiêu diệt tế bào ung thư. Có những bệnh chỉ chữa bằng hóa trị, tức là ví dụ như ung thư máu chẳng hạn, ung thư hạch hoặc là ung thư thận ở trẻ em thì dùng hóa trị. Nhưng mà cũng hóa trị cũng giúp cho thu nhỏ u lại, để những các bệnh không mổ được thì về sau khi dùng hóa trị nó thu nhỏ lại thì mổ được. Rồi hoặc là những cái trường hợp mà ung thư đã được điều trị bằng mổ phẫu thuật nhưng mà sau đó tái phát thì người ta chỉ có cách là cho dùng thuốc truyền qua đường tĩnh mạch để cái thuốc đó đi tiêu diệt những cái tế bào ung thư còn lại.
Và ngay sau đây xin mời bác sĩ cùng với ông Moto chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống đầu tiên của chương trình. Đi công tác gì về rồi cái giác qua vậy đó, đơn giản ngồi im vậy thôi đó hả? Anh biết anh đi em nhớ anh không? Nhớ thì nhớ nhưng mà anh đi có 2 ngày mà làm gì nhớ dữ vậy? 2 ngày cũng là ngày rồi, em cũng nhớ sao không nhớ? Hồi trước em đi cả tháng trời cũng chịu đựng đứa đó là sao? Thì em khác, anh khác chứ. Nhưng mà nói chứ đi vậy có quà cho em không? Có quà hay sao? Có quà, nhắm mắt lại. Quà gì mà phải nhắm mắt? Đây. Đặc sản của Hà Nội ha. Nem chua và bánh chưng. Ủa cái này ở nhà có mà. Ủa, có cái này nhưng mà anh đi mua đó là cái tâm tình của anh mua chứ bộ. Trời ơi, tưởng quà gì. Nói giỡn với anh thì thôi, chứ anh về là em vui rồi. Rồi, cảm ơn em. Anh, gì? Nghỉ chút xíu đi, em với anh vô bệnh viện nha. Ủa, vô bệnh viện làm gì? Thăm chú của em. Ủa, ông bị gì? Bị ung thư phổi. Ủa, sao vậy? Thì ông hút thuốc chứ làm sao? Đó, cũng hút thuốc, em nói rồi, đừng có hút thuốc nữa, rất là nguy hiểm. Rồi đó, tới giờ đó, thôi không sao đâu con, rồi bây giờ có sao rồi đó. Hiểu anh rồi. Đó. Anh hút thuốc nhiều lắm mà nhắc nhở hoài cũng vậy đó. Hiểu, muốn nhắc khéo chứ gì phải không? Được rồi, nghe lời em, bỏ thuốc, yên tâm ha. Chắc không? Chắc chắn, 100%, bỏ, bắt đầu từ ngày hôm nay là bỏ. Rồi. Nhưng mà giờ anh hỏi em nè, tình hình của chú em có sao không? Thì đó, bác sĩ chỉ định là giờ phải mổ, mà khổ ghê, mổ là không biết làm sao đây nè. Mà giờ anh có nghe nói là mổ theo cách truyền thống nó có nhiều tác dụng phụ lắm á. Rắc rối lắm đó anh. Rắc rối luôn á. Ê anh em có nghiên cứu kỹ chưa rồi hả, cho chú em mổ nghe. Anh nói mổ có nhiều tác dụng phụ là sao? Thì anh cũng nghe người ta đồn vậy thôi chứ không có chắc chắn gì cho lắm. Nhưng mà mình phải nghiên cứu rồi hả, cho chú em mổ nghe. Và chúng ta vừa được theo dõi một cái tình huống vừa rồi. Thì qua tình huống đó thì bác sĩ có thể liệt kê cho chúng tôi về những cái tác dụng phụ của ba cái phương pháp truyền thống tác dụng lên người bệnh là như thế nào? Vâng. Đối với phương pháp phẫu thuật thì cũng như là phẫu thuật như các cái tảng khác của các cái ngành ngoại khoa thôi. Trong ngành ngoại khoa tức là có chảy máu, có nhiễm trùng, cái đó dễ giải quyết. Còn về xạ trị tại chỗ thì gây là bệnh nhân thì bỏng rát, có thể bỏng rát. Rồi thì là mệt mỏi, chán ăn. Thế còn hóa trị thì là nó diệt tế bào ác nhưng đồng thời nó cũng diệt tế bào lành. Thế nhưng mà cái tác dụng nó ít hơn thì các biểu hiện ở đường tiêu hóa này, rồi nó ảnh hưởng đến cơ quan lông tóc móng ấy, thì làm cho bệnh nhân chán ăn này, tiêu chảy, rụng tóc, rồi thì là da khô này, và ảnh hưởng đến cái hệ tạo máu, tức là bạch cầu giảm, tiểu cầu giảm các thứ, thì đấy những đấy là những tác dụng phụ và chúng ta phải khắc phục. Thì bây giờ muốn nâng cao thể trạng và muốn có sức chống đỡ với bệnh tật thì những cái bệnh nhân đó cần phải tăng cường cái hệ miễn dịch bằng các cái thuốc bổ trợ, các cái thực phẩm chức năng để làm nâng cao thể trạng cho người bệnh có thể chống đỡ được lâu dài với các cái bệnh ung thư, có sức khỏe để mà tiếp thu được các cái phương pháp điều trị hóa xạ để mà kéo dài thời gian sống thêm. Vâng thưa bác sĩ, và để cùng có thêm những cái thông tin chi tiết cho khán giả thì ngay bây giờ xin mời bác sĩ cùng với ông Moto chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi một tình huống ngay sau đây của chương trình. Lúc này hình như là bà giàu lắm đúng không? Giàu bà gì? Quá dư dả tiền bạc đúng không? Thì có, mua tiền để dành bà ăn. Bà xài không hết cho nên bà cái gì hở ra là bà mua nguyên một cái tủ lạnh đồ ăn quá trời quá đất luôn. Rồi bây giờ bà còn mua cái gì nữa vậy trời, để ăn làm sao hết hả bà? Rồi tôi nói cho bà cái đồ ăn nha, bà để cả tuần lễ nửa tháng đó nha. Ăn một cái là nó bị ung thư đó bà. Sao ông lo xa quá à? Tôi ăn bao lâu rồi tôi có bị ung thư, néo gì đâu, mệt quá. Bây giờ không mua thì ông cũng nói, mà mua nhiều quá ông cũng la. Bây giờ lỡ như tôi đi du lịch hay tôi đi về quê 2-3 ngày cái la làng lên điện thoại, trời ơi đi sao không mua đồ ăn để lại, cũng la. Giờ mua nhiều cũng nói tôi mệt, không có giờ muốn làm sao. Bây giờ bà, ý của bà nói là bà mua đồ ăn nó dư dả để trong tủ lạnh để dành đúng không? Ừ. Bà không có bị gì, đúng này, bà còn trẻ tuổi nữa bà ơi. Rồi mới dừng, mà cái sức đề kháng của mình nó không có nó chịu nổi nữa, nó rủi nó phát bệnh ung thư cho bà coi. Ừ. Nha. Thôi nha, không có trù nha, tôi đang mạnh khỏe à, đừng có nói chuyện kiểu đó nghe không có vui á. Ý không phải là tôi trù, nhưng mà làm gì là mình cũng phải biết tiết kiệm, mình mua vừa phải thôi, mình ăn cho nó có chừng có mực thôi, khi nào nó hết là mình mua nữa. Bây giờ nè, có điển hình cho bà thấy được, bà biết vợ chồng của bà lắm không? Trong xóm mình nè. Ôi sao bà đó, gì? Đó. Để đồ ăn để dành đó, để dành đồ ăn dư dả đó, cả tuần lễ nửa tháng không hết nữa. Rồi cái tiết đem ra ăn, bây giờ người chồng bị ung thư.
Chồng bị ung thư hả? Chị bị ung thư rồi. Ủa vậy hả? Em thấy đi qua bển thăm ổng mà nhiều khi bị vì nguyên nhân khác chứ đâu phải là do ăn uống đâu mà ổng sợ quá. Trời ơi, thì rồi qua thăm người ta nhưng mà đi gáy qua thăm để làm sớm không qua kỳ lắm nha. Đương nhiên là phải qua nhà thăm người ta rồi, nhưng mà thôi, như là nghe nói là đang dùng cái phương pháp xạ trị gì đó bà. Cái gì? Xạ trị. Ê, xạ trị nghe nói là nó cũng có là cái tác dụng phụ đó. Mà sao người ta không nghĩ ra một cái phương pháp khác người ta điều trị cho ung thư ta? À, tôi nghe nói nè, cái một cái phương pháp mới là điều trị ung thư bằng hệ miễn dịch đó. Cái gì? Điều trị ung thư bằng hệ miễn dịch. Mới nghe bà nói nghe là làm gì có chuyện mà điều trị ung thư bằng hệ miễn dịch là sao, tôi không hiểu. Thì tôi cũng nghe người ta nói thôi chứ tôi có biết gì đâu. Thì giờ muốn hiểu thì đi hỏi bác sĩ đi hiểu. Trời ơi, nói gì cũng như không, nói làm gì vậy trời. Thông mô tôi sau tình huống vừa rồi thì nhân vật cũng có nhắc đến một cái phương pháp điều trị mới trong điều trị ung thư, đó chính là phương pháp điều trị bằng hệ miễn dịch. Vậy cụ thể ông có thể giải thích giúp tôi là cái phương pháp điều trị ung thư bằng hệ miễn dịch nó là như thế nào ạ? Phương pháp điều trị ung thư bằng hệ miễn dịch là phương pháp điều trị bằng cách tăng cường và làm hồi sinh các tế bào miễn dịch, nâng cao hệ miễn dịch để chống lại ung thư. Và ưu điểm của phương pháp này là như thế nào ạ? Chính hệ miễn dịch trong cơ thể chúng ta sẽ tìm và tiêu diệt các tế bào ung thư, cho nên ưu điểm của phương pháp này là không để lại tác dụng phụ đáng kể hay biến chứng trong điều trị ung thư. Liệu pháp miễn dịch hay còn gọi là liệu pháp sinh học là một phương pháp điều trị ung thư theo cách thức gia tăng hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể để chống lại ung thư. Các bác sĩ dựa vào khả năng nhận biết và tiêu diệt các tế bào ung thư một cách tuyệt vời của các tế bào miễn dịch, tế bào T, tế bào B và tế bào NK, đại thực bào làm cái gốc cho liệu pháp điều trị này. Phương pháp điều trị ung thư bằng liệu pháp hệ miễn dịch đã và đang được nghiên cứu ở Pháp và một số nước châu Âu. Riêng tại Mỹ, liệu pháp CAR-T, một liệu pháp miễn dịch dùng điều trị ung thư đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận sử dụng, mở ra một kỷ nguyên mới trong cuộc chiến chống lại căn bệnh nguy hiểm hàng đầu trên thế giới. Ngay bây giờ thì xin mời bác sĩ cùng với ông Moto chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống 3 của chương trình. King Gaga Record 100 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bà xã hả? Anh đi ra ngoài một chút nha, có công chuyện nha. Gần tới giờ ăn cơm rồi, anh không ở nhà, ăn đi đâu vậy? Thì đi ra ngoài chút xíu, có chuyện riêng chút xíu. Cái chuyện gì? Cái từ từ chứ làm gì mà tới giờ cơm là bỏ đi. Anh lúc này ngộ lắm nha, cứ lén lén lút lút hoài à. Có vấn đề gì phải không nè? Đừng có cái kiểu như vậy nha. Tôi mà bắt được là tôi làm lớn chuyện đó. Rồi anh có làm gì lén lút em đâu, anh lúc nào cũng chung thủy với em mà. Một mực yêu em không có lén phén cái gì ngoài tầm 7 tầm 3 hết trơn cái trò á. Bây giờ anh đi công chuyện xíu, lát anh về ăn cơm. Bây giờ công chuyện gì thì nói cho vợ biết. Chứ không có mà đi mà cứ im im lặng lặng mà tự nhiên mà đi. Cái gì? Đi đâu nói coi. Em biết thằng Quy không? Quý bạn anh em biết không? Biết, anh Quy mà bấm bóm phải không? Đúng rồi, hai vợ chồng nó ly dị. Bây giờ nó bệnh rất là nặng, nó bị ung thư, đang nằm trong bệnh viện đó. Ủa? Bây giờ anh đi vô trong bệnh viện thăm nó. Ủa vậy hả? Trời ơi, bây giờ anh Quy em bị bệnh thì cứ nói em là anh Quy bị bệnh, anh đến thăm. Thì có gì đâu, rất là đơn giản vậy mà lén lén lúc. Bây giờ chờ em đi, rồi em thay đồ là em đi vô trong thăm. Không cần, không cần thiết đâu. Anh tính là đi vô trong bệnh viện thăm. Hai tụi anh luân phiên nhau, mấy người bạn với nhau là coi như là chia ca. Người vô vài ba tiếng, vài ba tiếng một hồi vậy đó. Anh tính vô trong mua cháo, với lại sẵn luôn tiện đưa cho cái hộp thuốc này đưa cho nó nè. Ủa, thuốc này thuốc gì vậy? Coi như là nó từ nấm, có beta-lucan đó, là rất là tốt. Mà cái beta-lucan này là nó có cái tác dụng gì trong cái việc điều trị ung thư? Nói chung là cái tác dụng thì anh cũng không có rành, nhưng mà nói chung là bạn bè mà tụi anh thì mọi người góp ý nhau, rồi người này nghe được câu chuyện này, người kia nghe câu chuyện, người thấy nó hợp lý cho nên anh mua. Bây giờ chắc có lẽ là phải vô hỏi bác sĩ. Thôi vậy để mình hỏi bác sĩ cho chắc ăn đi ha. Bây giờ em ở nhà ha, anh đi chút nha. Rồi. Lát về ăn cơm. Rồi, yên tâm đó. Rồi vậy đi. Thưa ông Mô Tôi, trong cái đoạn tình huống vừa rồi thì tôi cũng có nghe thấy đến giới thiệu đến một cái hợp chất, đó là hợp chất beta-glucan có trong cái sản phẩm của mình. Thì xin được hỏi là cái tác dụng của nó để điều trị ung thư như thế nào ạ? Beta-glucan là thành phần chính của nấm agaricus. Đặc biệt beta-glucan có trong nấm vua King agaricus giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tôi xin được nói qua một chút về sự liên quan giữa hệ miễn dịch với bệnh ung thư. Trung bình một ngày có 5.000 tế bào ung thư được sinh ra, nhưng tại sao chúng ta không bị ung thư ngay? Là bởi vì hệ miễn dịch của chúng ta sẽ luôn âm thầm tìm và tiêu diệt chúng. Các tế bào ung thư luôn được sản sinh ra trong cơ thể của con người. Trung bình một ngày có 5.000 tế bào ung thư được sinh ra. Thường thì chúng chưa gây hại ngay được, bởi hệ miễn dịch của chúng ta sẽ luôn âm thầm tìm và tiêu diệt chúng.
Tuy nhiên, khi hệ miễn dịch suy giảm, thì khả năng tìm và tiêu diệt tế bào ung thư bị giảm theo, và các tế bào ung thư không bị tìm diệt sẽ bùng phát trở thành các khối u ung thư. Vì thế, trong phòng và điều trị ung thư, việc giữ hệ miễn dịch khỏe mạnh với khối lượng cao các tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt các tác nhân xấu như tế bào ung thư là việc cực kỳ quan trọng. Beta-glucan trong nấm được ví như một loại thần dược quý, nhờ công dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp hệ miễn dịch hoạt động nhạy bén hơn để phòng ngừa, phát hiện và tiêu diệt các tế bào ung thư. Theo như các nghiên cứu của chúng tôi trong hơn 20 năm, chúng tôi khẳng định kênh agaricus có chứa hàm lượng beta-glucan đặc biệt cao, giúp cải thiện hoạt động của tế bào sát thủ tự nhiên NK, một trong những tế bào miễn dịch tấn công và tiêu diệt tế bào ung thư. Đây là biểu đồ hoạt động của tế bào sát thủ tự nhiên NK. Bên trái này là biểu đồ theo dõi các chỉ số của người không sử dụng kênh agaricus. Chúng ta thấy không có sự thay đổi về mức độ hoạt động của tế bào NK đối với người không sử dụng kênh agaricus. Và bên phải là biểu đồ theo dõi sau khi uống 3 gram kênh agaricus mỗi ngày. Trong vòng một tuần thì hoạt động của tế bào NK được cải thiện đáng kể, từ 12% lên đến 22%. Ngoài ra, chúng tôi cũng chứng minh và xác nhận rằng nấm vua kênh agaricus có tác dụng chống khối u ung thư và làm giảm quá trình di căn. Đây là kết quả về kích thước khối u được thí nghiệm trên chuột. Tế bào ung thư được đưa vào những con chuột và sau đó chia chúng ra thành 3 nhóm. Nhóm kiểm soát màu trắng, không dùng kênh agaricus. Nhóm 2 màu xanh là nhóm được thí nghiệm với nước chiết xuất lạnh từ agaricus. Và nhóm 3 màu vàng là chiết xuất nóng agaricus với thành phần chủ yếu là beta-glucan. Có thể thấy rõ là 3 nhóm có kích cỡ khối u nhỏ hơn một nửa, khoảng 7 gram so với nhóm màu trắng 15 gram. Điều này xảy ra là bởi beta-glucan trong sản phẩm giúp làm giảm kích thước khối u. Khi vào cơ thể chúng ta, beta-glucan sẽ làm tăng sinh các tế bào miễn dịch, bao gồm tế bào sát thủ tự nhiên NK, là tế bào miễn dịch có khả năng tìm và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh, bị biến đổi hoặc các virus xâm nhập cơ thể. Ngoài khả năng tăng sinh, beta-glucan còn tăng hoạt động của tế bào NK, khiến chúng hoạt động tích cực hơn trong việc tìm diệt các tế bào ung thư, từ đó giúp tiêu diệt các tế bào ung thư hiệu quả hơn, và nhờ đó làm giảm kích cỡ của khối u. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ nấm vuông, có hàm lượng beta-glucan vượt trội, có tác dụng giúp tăng cường hệ miễn dịch, bồi bổ sức khỏe khi xạ trị và hóa trị, hỗ trợ sau phẫu thuật. Vâng, thưa ông Mô Tôi, vậy thì sản phẩm vừa rồi sẽ có tác dụng như thế nào, có ưu điểm gì trong việc điều trị ung thư và cũng như là nó có để lại những tác dụng phụ gì không ạ? Trước hết tôi sẽ nói qua về nấm agaricus plasmodium. Agaricus plasmodium chứa những vitamin, amino acid và sợi nấm quan trọng, đặc biệt hàm lượng cao beta-glucan và được xác nhận có khả năng gia tăng chức năng, đáp ứng hệ miễn dịch, chống lại hầu hết các tế bào lạ trong cơ thể. Nhờ tác dụng nâng cao hệ miễn dịch, nấm vua agaricus plasmodium đã được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản. Theo khảo sát ở Nhật Bản, nhiều bệnh nhân ung thư đã dùng các thực phẩm bổ sung có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, bồi bổ sức khỏe khi xạ trị và hóa trị và hỗ trợ sau phẫu thuật. Trong số các sản phẩm này thì sản phẩm từ nấm agaricus là phổ biến nhất. Có trên 60% bệnh nhân sử dụng các sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch được làm từ nấm agaricus như biểu đồ dưới đây. Theo như biểu đồ thì để thúc đẩy hệ miễn dịch, 60,6% người dùng chọn nấm agaricus, 28,8% dùng keo ong, 74% dùng hợp chất AHCC và chỉ 7,1% dùng các sản phẩm khác bán tại quầy hoặc các sản phẩm đông y cổ truyền. Tuy nhiên, chúng ta cần lựa chọn sản phẩm thật kỹ lưỡng bởi có sự khác biệt lớn giữa các sản phẩm, ví dụ như về tác dụng hay độ an toàn của sản phẩm. Với nấm vua, sự khác biệt lớn trong các phương pháp canh tác nấm đem lại cách biệt đáng kể trong chất lượng cây nấm. Nấm agaricus thường được trồng nhân tạo trong nhà kính, nơi tránh ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, nấm vua kênh agaricus của chúng tôi được canh tác ngoài trời trên những cánh đồng ở ngoại ô São Paulo, Brazil. Chính vì sự khác nhau trong phương pháp canh tác như vậy, nên kích thước hai loại nấm này hoàn toàn khác biệt. Bên trái, nấm agaricus thường trồng trong nhà kính. Bên phải, nấm vua kênh agaricus chúng tôi trồng ở Brazil. Kích thước khác biệt rõ rệt nhìn thấy bằng mắt thường như thế này khiến chúng ta không thể nói rằng đây là cùng một loại nấm được. Các bạn có thể thấy tán nấm rộng gần bằng khuôn mặt tôi vậy.
Nấm cua King Agaricus được trồng ngoài tự nhiên trên những cánh đồng ở ngoại ô Brazil tràn đầy ánh nắng mặt trời, không khí sạch và gió vừa phải. Vì thế mà hàm lượng dinh dưỡng trong cây nấm cũng có sự khác biệt. Trong biểu đồ này, cột màu vàng biểu thị hàm lượng beta-glucan và vitamin D có trong nấm vua King Agaricus. Cột màu xanh là hàm lượng hai chất đó có trong các loại nấm Agaricus khác. Như quý vị có thể thấy, hàm lượng beta-glucan, thành phần có tác dụng cao trong phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, và vitamin D có trong nấm vua cao hơn rất nhiều so với nấm Agaricus thường. Tôi xin được giới thiệu sản phẩm King Agaricus 100. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ nấm King Agaricus hay Agaricus Brasil Muriel, được trồng ngoài tự nhiên trên cánh đồng ngoại ô Sao Paulo, Brazil. Sản phẩm có hàm lượng beta-glucan cao vượt trội, lên đến 12,4g trên mỗi 100g nấm khô. Hàm lượng beta-glucan cùng với lượng vitamin, đặc biệt là vitamin D cao khiến sản phẩm có chất lượng ấn tượng. Đây chính là điểm đặc biệt nổi trội của King Agaricus 100 mà hiếm có sản phẩm cùng loại nào có được. Sản phẩm King Agaricus 100 có tác dụng tăng cường thúc đẩy hệ miễn dịch trong cơ thể, bồi bổ sức khỏe khi xạ trị và hóa trị và hỗ trợ sau phẫu thuật, chống lão hóa. King Agaricus 100 thích hợp dùng cho người suy giảm miễn dịch, người cần nâng cao sức khỏe, người gầy yếu, suy nhược cơ thể, sau khi ốm, phẫu thuật, người mắc bệnh ung thư, viêm gan, người có nhu cầu phòng bệnh ung bướu. Chỉ sau 6 ngày sử dụng sản phẩm, người bệnh sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực về sức khỏe. Đây là hình ảnh sản phẩm chính thức của chúng tôi. Trên mỗi hộp sản phẩm có 2 tem chống hàng giả để đảm bảo cho sản phẩm. Và khi tôi mở hộp sản phẩm này, thì ngay lập tức trên tem màu trắng sẽ xuất hiện chữ đã mở bằng tiếng Nhật. Vì thế lõi sản phẩm sẽ không thay thế được, và sản phẩm của chúng tôi sẽ luôn có được chất lượng cao. Bên trong hộp này là những gói sản phẩm làm dưới dạng bột. Tôi tin rằng sản phẩm này sẽ là một trong những lựa chọn tốt cho việc hỗ trợ điều trị ung thư của các bệnh nhân ung thư tại Việt Nam. Hiện nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại K&K Việt Nam là nhà phân phối độc quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam sản phẩm thực phẩm chức năng King Agaricus 100 của công ty Toy Shinjaku Nhật Bản và đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Chúng tôi tin rằng sản phẩm này sẽ mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam và là một trong những lựa chọn thông minh cho việc hỗ trợ điều trị ung thư. Cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn ông Motoi. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là câu hỏi dành cho quý vị khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau. Hợp chất beta-glucan giúp tăng cường sản sinh tế bào NK và T để tìm tiêu diệt các tế bào lạ và độc, đúng hay sai? Các bạn nhanh tay soạn tin theo cú pháp DQ gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Khán giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 01222648XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Thưa quý vị, chương trình Bí quyết sống khỏe ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Và quý vị, nếu có những thắc mắc nào thì xin hãy gọi đến số điện thoại của chúng tôi 0982542035. Cảm ơn nhãn hàng King Agaricus 100 của công ty trách nhiệm hữu hạn K&K Việt Nam đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. King Agaricus 100 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hiện nay, phương pháp điều trị ung thư bằng liệu pháp hệ miễn dịch được coi là bước phát hiện đột phá trong điều trị ung thư bởi tính an toàn cao, giúp tiêu diệt một cách tự nhiên các tế bào ung thư, phòng và ngăn chặn sự hình thành của các khối u. Và đặc biệt, liệu pháp này còn áp dụng được với các bệnh nhân cơ thể suy nhược do ung thư, không thể phẫu thuật hoặc không thể dùng thuốc kháng ung thư. King Agaricus 100 là sản phẩm được chiết xuất 100% từ nấm Agaricus Brasil Muriel, được mệnh danh là vua của các loài nấm. Nhiều nghiên cứu đã được công bố bởi khoa y Đại học Tokyo chứng minh rằng nấm Agaricus Brasil Muriel là loại nấm hiệu quả nhất, đứng vị trí số 1 để hỗ trợ điều trị ung thư. Nhờ vào hàm lượng và chất lượng beta-glucan đặc biệt cao của nó, sản phẩm King Agaricus 100 KA21 có tác dụng trong việc tăng cường thúc đẩy hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng và điều trị ung thư, kết hợp với hóa xạ trị giúp đạt kết quả tối ưu trong điều trị ung thư, hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh sau phẫu thuật, hỗ trợ bệnh nhân điều trị ung thư dài ngày. Sản phẩm King Agaricus 100 đã được Bộ Y tế cấp giấy phép chứng nhận phù hợp với các quy định hiện hành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và được phép lưu hành trên thị trường. Hiện nay sản phẩm được nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại K&K Việt Nam.